anh em. Đây là chiếc xe Forerunner. Cái bản này là bản XLS. Đấy, bản bay tiêu chuẩn. Thì hôm nay mình đã lên khá nhiều đồ, quay lại cho anh em xem thử là những cái món đồ này anh em có nên nâng cấp cho chiếc xe của mình không. Và chiếc xe này thì trong hãng người ta bắt mua khoảng 25 củ lạc, nhưng mà được có cái lót thùng thôi, với cả dán cho bộ phim 25 củ. Nhưng mà nếu đấy là anh còn lấy xe ở Hà Nội, còn nếu như mà anh lấy xe ở tỉnh thì phải mất đến 60 củ lạc. Tại vì xe thì Runner nó là vua rồi, mà vua thì anh em biết rồi, nói gì phải nghe thôi, bởi vì là nó hot mà. Rồi, chiếc xe này thì mình đã làm một số những cái thiết bị mà mình sẽ quay từ đầu đến cuối cho anh em luôn. Ví dụ như chiếc xe này, này là mình đã độ một đôi bi gầm, bi gầm 3 chế độ màu. Ở trên này hai cái đôi bóng này, đây là bóng cốt và bóng pha ấy, thì hai cái bóng này nó đang là halogen. Nếu bạn muốn sáng nữa thì bạn có thể là thay hai đôi bóng led nữa là nó cũng rất là sáng. Đấy, còn cơ bản hiện tại nó chỉ là halogen thôi. Làm một đôi bi gầm này cũng có pha cốt là cũng đã rất là sáng rồi. Nếu mà cầu kỳ thì thêm nhé. Đó. Và trên chiếc xe này thì mình có lắp thêm cảm biến này. Đây, em quay sang ở đây. Đấy, đây là cảm biến tiến và có cả cảm biến lùi nữa. Rồi, sang bên này thì với chiếc xe này thì có một cái bộ mâm cũng khá là nhỏ. Đấy, nếu mà các bạn muốn đẹp hơn chút nữa thì các bạn nâng cái mâm nó to lên. Đấy, mâm to hơn một chút nữa thì đẹp hơn, còn mâm này thì nó hơi bé. Và tiện thể thì lắp thêm cái áp suất lốp này. Đấy, thì chiếc xe này thì mình cũng chưa làm. À rồi, đến đây là có cái bộ gương cơ này. Gương hiện tại là muốn bẻ, muốn gập vào chúng ta phải bẻ bằng tay. Thì mình đã độ chế vào đây một cái bộ motor, bấm khóa cửa là nó gập gương luôn. Thì như vậy chúng ta nhìn cái gương nó khóa lại thì chúng ta biết được là xe đã khóa cửa. Với cả nhiều lúc là để nó như này nó vướng, nhiều lúc quệt cái nó gãy thì cũng tốn tiền. Nên là anh đã làm rồi. Rồi đây, quay vào đây giúp anh. Trên chiếc xe này thì mình làm khá là nhiều cái món đồ. Đây anh em nhìn thấy cái form mới này. Đây cái củ gương này, củ gương anh em làm xong rồi đấy. Nó sẽ có hai cái dây để mà bấm khóa cửa phát là nó gập vào. Ở trong này thì mình có một quả loa siêu trầm. Đây em quay đây cho anh. Và mình đã lót sàn da này, cũng như là đang chuẩn bị bọc bộ ghế da anh em ạ. Đấy. Rồi, tuy nhiên thì mình sẽ quay đằng sau này, quay lên. Ở đây thì cái lót thùng này. Đây, quay vào đây. Lót thùng này thì hãng nó tặng củ lạc đấy anh em ạ. Thì với tầm tiền đấy là các bạn mua được thêm một cái thanh thể thao với cả một cái nắp thùng. Nắp thùng thì nó có nhiều loại, từ nắp thùng cao này. Đấy, cao bằng cái này, nhưng mà cao đấy bây giờ xấu lắm. Có nắp thùng Cariboy, có nghĩa là nó lật lên khoảng 45 độ. Rồi có nắp thùng là cuộn kéo này. Đấy, nó có hai loại là cuộn cơ và cuộn điện. Thì tùy vào nhu cầu khác nhau, cuộn cơ nó rẻ, nó bền. Còn cuộn điện thì nhiều lúc là điện điếc nó sẽ có thể là kiểu như nó sẽ phải bảo hành. Nhưng mà anh em cũng yên tâm, lắp ở đây thì mình bảo hành đầy đủ. Đấy, ở đây thì anh em đang lắp cái cảm biến lùi này. Đây, em quay vào đây. Đó. Rồi, ok, đây. Mình sẽ quay vào trong nữa cho anh em xem. Ngoài ra nữa, những cái bộ đèn này mà anh em muốn nâng cấp kiểu đèn bản full ấy thì mua nguyên khối luôn. Còn chiếc xe này thì anh chỉ cần những cái thứ mà nó hữu dụng cho quá trình sử dụng. Thì thường tư vấn xe mình cũng tư vấn cho anh em là tùy theo nhu cầu của mọi người để mà mình chọn cái bộ phù hợp thôi. Đây. Và ví dụ như cái lót sàn này nó có 5 đến 700 nghìn thôi, đến 900 nghìn tùy xe 4 chỗ 7 chỗ. Đấy, như chiếc xe này 5-600 thì nó rẻ, hợp lý mà nó sạch. À, chiếc xe này là có lắp cả cảm biến áp suất lốp anh em ạ, chứ không phải là không lắp. Đấy. Rồi chiếc xe này mình còn lắp cả cam hành trình nữa cơ. Đấy, cam hành trình thì anh cũng chọn cái dòng xịn này. Cái dòng này là cái dòng mà nó có. Đấy, cam này là rất nhỏ nhưng mà cực kỳ có võ luôn. Đấy. Nó đẳng cấp tuyệt đối luôn. Nhà mình chuyên mấy cái đồ này anh em ạ. Rồi, loa siêu trầm này lúc nãy mình cũng có nói với anh em rồi. Đó, và ở đây thì cái màn hình này mình lắp cái màn hình Android Box. Đấy, để biến cái màn zin thành màn Android. Và trước đấy thì Everest mình đã lắp một bộ cam 360 rồi vào cái màn này luôn. Hiện tại cái chìa khóa ở đây vẫn là chìa khóa cơ này. Đấy. Nếu mà bạn cần ấy thì ở đây mình có thể lắp cái bộ chìa khóa Smart Key hoặc là nút bấm Smart Key. Rồi, cam hành trình rồi, đó. Dán phim cách nhiệt thì hãng nó tặng thì anh em biết đồ tặng rồi đấy. Đồ mà kiểu như 25 triệu mà lạc ấy thì nó cũng chỉ là mấy trăm thôi. Nếu mà cần ấy thì nên dán cái phim mặt vào thành phim xịn. Còn cái phim sườn thì để nguyên hãng tặng cũng được.
Đó, về cơ bản là đồ công nghệ thì nó cũng chỉ như vậy thôi là đã ngon rồi. Ngoài ra nữa, cái này thì chắc là cũng số hiếm anh em làm, trừ khi anh em nào mà thực sự là cần đến thiết bị công nghệ. Đó là ở đây nó có cái radar này, giống như cái bản mà bản full của Ranger hay là Everest. Đó là nó có cảnh báo tiền va chạm, tự động phanh, cảnh báo lệch làn. Đấy, thì trên chiếc xe này là chỉ cần ăn đu về cái bản cao nhất, lắp thêm cái bộ radar là ngon luôn. Đó, còn trên chiếc xe này thì mình đã làm một số cái món đồ cơ bản, đặc biệt là những quả loa trầm này. Đấy, anh em DJ, cầu trì hay mọi thứ. Đó, cảm biến này, bi gầm này. Rồi, nếu mà cả nhà có nhu cầu có thể liên hệ cho anh em Trung Auto. Cảm ơn anh em.